cho anh Quang đi. Anh Quang giám đốc á. Tôi không có không biết cái ông gọi thì mấy ông gọi, không có chưa có lệnh thì sao anh cứ làm cái này. Có lệnh không? Có lệnh không? Không có lệnh em đi dưới sông em bơi em tham quan rồi ạ. Thì xuống giùm tôi cái. Để xong rồi.